Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, chính xác nhất mà bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị ngày sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới nhất, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, lại một hiện tượng kỳ bí nữa xảy ra tại Trung Quốc, mang đậm màu sắc dị tượng và tâm linh. Vào sáng hôm qua, sau một trận cuồng phong nổi lên, bầu trời Tây Tạng xuất hiện nhiều đợt sấm sét dữ tợn, có những tia chớp giang ngang làm sáng rực cả bầu trời, kèm theo những tiếng nổ đùng đùng như cảnh tượng của ngày tận thế. Sau đó trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Điều kỳ lạ là chỉ khoảng sau 5 phút trời mưa, hàng ngàn, hàng triệu con ếch, con cá, rắn và nhái, và có cả sỏi đá từ trên trời rơi xuống kín cả mặt đường, rơi vào những khu vực nhà dân, chung cư và hầu như khắp hang cùng ngõ hẻm của cao nguyên Tây Tạng, gây ra một cảnh tượng kinh hoàng và hãi hùng cho những người mục đích sở thị. Có rất nhiều thanh niên coi như đây là của trời cho, khi họ bắt các con vật trên làm thức ăn, làm mồi để ngâm rượu, mà không hề tỏ ra do dự hay sợ hãi. Trong đó phần lớn các binh sĩ của Trung Quốc đang đồn trú tại đây. Nhiều người nói rằng điều này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời gần như 90 năm của họ. Sự kiện chấn động này đang gây ra xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cũng như nhiều binh sĩ và người dân bị rắn tấn công, gây ra sự hoang mang lớn trong dư luận và có hơn 100 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của loài rắn độc này. Chính quyền tại khu tự trị đang dùng mọi phương pháp để khắc phục hậu quả và ổn định tình trạng hỗn loạn trong dân chúng. Họ cũng đã bắt giữ nhiều người mà họ cho rằng tung tin đồn, kiểu mê tín dị đoan. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng có lẽ đây gần đến thời điểm người Tây Tạng đòi quyền độc lập cho vùng đất thiêng liêng của họ, mà đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt và cấp giấy. Và trước khi có đường tự do, chắc chắn nhiều binh lính của Trung Quốc sẽ bỏ mạng tại mảnh đất này như một sự trừng phạt của ông trời. Kính thưa quý khán giả, từ trước tới nay đã có trường hợp ghi nhận về những cơn mưa kỳ lạ như kẹo sứa, đậu, trái cây, hạt giống và nhiều thứ khác nữa. Chúng đến một cách bí ẩn và rất khó giải thích. Cho đến nay nó vẫn được coi là một bức màn bí ẩn. Nhưng lần này là một cơn mưa mà đem đến cả nhiều loài nhất như cá, ếch, nhái, rắn, thậm chí cả đá, sỏi, và gây ra sự hoang mang tột độ cho rất nhiều người. Một giả thuyết phổ biến giải thích rằng những sự kiện này là do lốc xoáy bốc từ mặt đất hay ao hồ lên cao rồi quăng đến một nơi nào đó nhiều cây số. Nhưng trong một số trường hợp, giả thuyết này không được thuyết phục cho lắm. Vào nhiều thế kỷ đầu tiên sau công nguyên, một nhà triết học và cũng là một nhà tự nhiên học La Mã, Pliny the Elder, người đầu tiên từng ghi nhận một cơn mưa ếch từ trên trời rơi xuống. Sau đó đến thế kỷ thứ ba, nhà ngôn ngữ học Hy Lạp là Asternaeus ghi chép trong một tác phẩm mang tên Dipnosophies tại Svelnia và Drania ban đầu đã phấn khích vì có hàng loạt tạo ếch nhái từ trên trời rơi xuống. Chúng chiếm lấy đường và nhảy loạn xạ. Vài ngày sau, dân làng phải cố để giết bớt chúng hoặc đóng cửa nhà để cho chúng không chui vào. Họ phải chịu trận, chỉ cần chút sơ hở là các ngăn chứa đồ lại đầy ếch. Ếch bắt được họ đem đi nướng, luộc hoặc chế biến các loại để ăn, nhưng không còn chỗ nào để lấy nước sạch. Họ cũng không có chỗ để đặt chân đi trên mặt đất đầy giấy ếch nhái, và mùi hôi thối từ xác chết bốc lên, đồng loạt khiến người dân phải bỏ trốn mà đi. Chứ đừng nói đến hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu và cả nhiều loài như thế rơi xuống cao nguyên Tây Tạng vào ngày hôm qua. Kể từ đó, liên tục các trường hợp dị thường khác đều có ghi chép lại. Một cơn bão ở Ý vào năm 1840 thảy xuống đất hàng loạt các mầm giống cây Sardat có nguồn gốc từ tận Trung Phi. Mưa đường mía Lex Cauchy năm 1857, mưa hạt dẻ ở Dublin, Israel năm 1867, mưa hến nước ngọt ở sông Paderborn của Đức năm 1892, mưa sứa biển ở Bath ở Anh Quốc năm 1894. Những dị tượng đặc biệt này đã làm cho dư luận liên tưởng đến những biến cố lớn có thể xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là tại cao nguyên Tây Tạng trong thời gian tới đây. Kính thưa quý vị thân mến, xoay quanh tình hình vụ việc đêm qua, ếch, rắn, kiến bỏ xuống núi, cua cá ngoi lên bờ, đập Tam Hiệp báo hiệu trận động đất mới vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay. Người dân và quân đội tuần tra bảo vệ đập Tam Hiệp vô cùng kinh hãi khi chứng kiến hàng triệu con ếch bu đen toàn bộ thân đập và nền đập. Nhìn từ xa, người ta dường như không còn nhận ra đó là một đập nước, mà là một thứ gì đó đang chuyển động, trong khi hồ chứa đập Tam Hiệp như thể biến thành một cái ao khổng lồ với hàng triệu con rắn có đầu tam giác nhúc nhúc phía dưới. Nhưng một điều kỳ lạ là những đàn rắn này không ngưng đâm húc vào thân đập, trong khi nhiều con khác thì tự cắn xé đồng loại. Nhiều con trong đó bị thương hoặc chết trôi nổi trên mặt nước, còn đàn cóc thì cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều con bám vào vị trí cao của con đập cũng nhảy xuống dưới nền đập và bị thương. Dường như chúng đang cố gắng để tự sát, khiến cho ai nấy đều cảm thấy kinh hoàng. Các nhân chứng cho biết số lượng cóc và rắn nhiều đến nỗi chúng còn lũ lượt đổ ra các khu dân cư gần đó, đặc biệt là con đập vẫn đang xả lũ. Nhiều đàn rắn và cóc cũng theo những dòng nước chảy vào nhà dân, đường xá. Trong các hình ảnh và video người dân ghi lại cho thấy hàng trăm, hàng ngàn con cóc đã tràn vào đập Tam Hiệp, tràn ra khắp mọi nơi trên con đường tại thị trấn Tam Đảo Bình. Nhiều xe bị quay lại đè chết, có con bị người dân đi đường dẫm chết. Số lượng góc và rắn vô cùng lớn khiến cho một số dân trong làng cho đây là một điểm báo. Những con rắn này có chiều dài thân trung bình từ 60 đến 100 cm. Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác định được loài rắn này, song chúng có khả năng gây ra nguy hiểm cho con người. Theo thông tin cho biết thêm, hiện người dân ở Tam Đảo Bình đã tự phát lập một trạm chữa rắn khẩn cấp, hoạt động 24 giờ trong ngày. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, đã có 25 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có 5 trường hợp bị nặng và chuyển lên bệnh viện để cứu chữa. Nói về sự bất thường của gốc và rắn, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Động vật Động đất tại thành phố Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây nói rằng, rắn và gốc có khả năng cảm nhận được động đất trước 5 ngày và cách chúng khoảng 120 km. Khi động đất xảy ra, rắn sẽ rời tổ của chúng kể cả vào mùa đông. Nếu chúng đâm vào các bức tường hay chướng ngại vật trong lúc di chuyển thì sẽ có động đất rất mạnh. Điều này cũng thật trùng hợp khi những con rắn con góc luôn tìm cách để chúng có thể bị thương hoặc là chết đi. Hiện chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã thành lập nhóm điều tra vụ việc, tiến hành bắt rắn và góc. Vì số lượng quá nhiều nên chính quyền Trung Quốc đang cho người phun chất hóa học trước sự hoang mang của người dân, vì cho rằng đây là một điểm báo động đất, thậm chí có thể khiến cho con đập bị vỡ. Đó là lý do tại sao mà rắn cóc lại ồ ạt xuất hiện trước con đập Tam Hiệp như vậy, bất chấp thời tiết đang vô cùng lạnh giá. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay đã lập tức bác bỏ thông tin đồn rắn cóc tụ tập thành đàn là sắp có động đất và khẳng định không có động đất nào sẽ xảy ra. Đây chỉ là mưa lũ nghiêm trọng khiến cho nơi trú ẩn của rắn và cóc bị đe dọa nên chúng mới tập trung thành đàn như vậy. Trong khi vẫn chưa rõ về cơ chế cảm nhận động đất, nhưng người dân đại lục đều quyết định tin còn hơn không, khi trong quá khứ cũng từng xảy ra hiện tượng tương tự. Vào năm 2008, một trận động đất khủng khiếp xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã có dấu hiệu báo trước, nhưng mọi người không hiểu các tín hiệu báo động của động vật, các tín hiệu thiên nhiên cũng bị bỏ qua. Từ giữa tháng 4 năm đó, mặt hồ nước ở gần thành phố Ân Thi cũng đã biến mất hoàn toàn. Nơi này cách tâm trấn khoảng 500 km, hiện tượng này được biết tới từ thời cổ đại, nước trong giếng đột ngột biến mất. Hiện tượng được ghi nhận từ 10 đến 20 ngày trước khi xảy ra một trận động đất mạnh. Sau đó 3 ngày trước trận động đất, hàng ngàn con ếch đã xâm chiếm các đường phố của thành phố miền Trúc. Theo quan niệm trong dân gian, đây là điểm báo xấu trước thảm họa thiên nhiên. Cư dân địa phương đã cảnh báo các nhà chức trách, tờ báo Hoa Tây Đô Thị thậm chí dành riêng một bài báo về hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng các nhà chức trách đã nhanh chóng trấn an dân chúng đều bị thiệt hại nghiêm trọng với hơn 2.000 nạn nhân. Hành vi của động vật trong trường hợp động đất, những loại dự cảm trước được thảm họa, hầu hết các biên lịch sử thời Trung Cổ khi đề cập đến động đất đều nói rằng trước khi thảm họa xảy ra một số loại động vật có ứng xử kỳ lạ. Chó húc một cách vô ý thức, mèo thì chạy trốn, các loài khác thì có dấu hiệu bất an, mỗi loại theo cách riêng của mình. Người nông dân thường được cảnh báo rõ rệt nhất là ngựa, bò, cừu, gà cảm nhận được động đất khi bỗng vang lên một bản biến tấu rõ ràng là sẽ xảy ra một điều gì đó. Bồ câu bay mất phương hướng, lợn nếu như không cùng một đàn sẽ đánh nhau, gà sẽ không đẻ trứng và trở nên kích động. Những con ong về tổ khi bị tấn công, chuột ra khỏi chỗ ẩn nấp, thậm chí kiến bò và bọ cánh cứng ra khỏi tổ, hai chỗ ẩn náu mà không hề sợ hãi và di chuyển với tốc độ báo động. Một số loài có thể có giác quan với động đất, trong đó có rắn và cả hai loài này có giác quan phát triển. Rắn cảm nhận được những rung động và bức xạ hồng ngoại. Con cá thì rất nhạy cảm với điện trường, sau đó chúng có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong điện từ trường hoặc những chấn động nhỏ nhiều ngày trước một trận động đất mạnh. Các nghiên cứu chỉ ra vài ngày trước và trong khi động đất đã bắt đầu đánh nhau. Đây là hành vi bất thường vì thông thường tất cả những loài rắn đều không hoạt động vào ban ngày. Khá thú vị là hành vi của cá voi, chúng thể hiện sự khó chịu và thay đổi hoàn toàn hành vi của mình 4 ngày trước khi hiện tượng xảy ra. Về cơ bản, các loại động vật không có giác quan thứ 6 cho phép chúng biết trước động đất, nhưng chúng có phản ứng vì thay đổi nho nhỏ trong môi trường xung quanh. Nhưng khi có một chuyển động của mảng kiến tạo, cá sấu cũng không vô cảm trước sự xảy ra động đất. Một nhà động vật học Trung Quốc quan sát hành vi bất thường của cá sấu trước khi động đất xảy ra ở những hòn đảo cao su của Nhật Bản. Ông nói rằng các con cá sấu đã phát hiện ra một loại tiếng gầm gừ, lắc đầu lắc đuôi. Một chuyên gia Nhật Bản cho biết chúng có thể cảm nhận sắp xảy ra một trận động đất trong vòng bán kính 150 km. Chim vào voi cảm nhận rất tốt về rung động và một cú sốc nhỏ và sóng siêu âm. Còn chuột ngay lập tức sẽ cảm nhận được những âm thanh tần số cao khi xuất hiện những vết nứt trong lòng đất. Được biết trong năm 1977, ngay trước khi động đất ở Somalia, hầm của tòa nhà trung tâm thành phố đã chạy ra hàng ngàn con chuột. Chúng chạy trốn trong hoảng loạn và va vào chân của người đi đường. Nhiều người đã sợ hãi và nghĩ rằng đây là một thời điểm kết thúc của thế giới. 12 giờ trước khi xảy ra động đất thảm họa vào ngày 4 tháng 3 năm 1977, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều giun đất. Mặc dù tại thời điểm đó không có mưa, trên cánh đồng tìm thấy nhiều rắn đông cứng. Một thí nghiệm khác thực hiện trước khi động đất ở Sester vào năm 2003 cho thấy cảnh báo tốt nhất về động đất là những con chó, nhất là những con chó đầu nhỏ và đôi tai nhọn. Chó đặc biệt là các giống được biết đến với thính giác rất nhạy bén. Chúng cư xử rất kỳ lạ, như thể bị quấy rầy bởi một tiếng động lớn. Chúng sủa không có lý do rõ ràng, rồi đi ra, chạy vào và không có một định hướng cụ thể, như để tránh ra âm thanh và đang làm phiền chúng. Nếu chúng không thể thoát ra ngoài vùng khó chịu chúng trở nên hung hãn. Trong tháng 9 năm 2003, một bác sĩ tại Nhật Bản đã công bố một nghiên cứu cho thấy hành vi kỳ lạ của chó như sủa quá mức hoặc cắn, tín hiệu cho thấy có thể dự báo động đất. 24 giờ trước khi động đất ở Sisto, một nửa trong số những con chó được nghiên cứu đã trở nên bị kích động và bắt đầu sủa không có lý do rõ ràng. Trong tất cả các loại động vật có vú ở vườn thú, loại vượn cáo màu đỏ có cảm nhận động đất sớm nhất. Chúng đã phát ra âm thanh báo động 15 phút trước đó. Mèo cũng rất bị kích động trước khi xảy ra động đất, chúng kêu meo meo và tìm nơi trú ẩn nếu như nguy hiểm sắp xảy ra. Chúng có thể chạy như điên qua nhà, kêu meo meo đáng sợ, rú lên và đôi khi còn trở nên hung hãn. Trận động đất vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi của Thái Lan, 12 con voi được đào tạo để đưa khách đi dạo trên bãi biển đã trở nên kích động và ồn ào vài giờ trước khi cơn đại hồng thủy sắp xảy ra. Chúng đột nhiên chạy ra khỏi bãi biển cùng với du khách hướng tới những vùng đất cao hơn. Bằng cách này, những con voi đã cứu mạng được những du khách mà chúng vận chuyển. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.